Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tiết 2 của bài 1 ở trong vừa bài tập toán lớp 3 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta cùng đi vào bài số 1 là bài so sánh. Ở đây ý A chúng ta cần so sánh các số có 3 chữ số với số có 3 chữ số và số có 3 chữ số với số có 4 chữ số, đúng không nào? Đối với việc so sánh các số có 3 chữ số với số có 3 chữ số thì các em sẽ so sánh lần lượt chữ số hàng trăm, xong đấy chúng ta sẽ so sánh sang chữ số hàng chục, chữ số hàng đơn vị, đúng không? Số nào mà có chữ số hàng trăm lớn hơn thì các em sẽ suy ra số đó lớn hơn. Nếu chữ số hàng trăm bằng nhau thì các em sẽ so sánh sang chữ số hàng chục. Ví dụ 770 so sánh với 707. Chữ số hàng trăm là chữ số 7 bằng nhau này, thì chúng ta sẽ so sánh sang chữ số hàng chục. Chữ số hàng chục bên này là 7, bên này là 0. Như vậy chúng ta có 7 chục lớn hơn 0 chục. Vậy 770 sẽ lớn hơn 707. Các em điền dấu lớn hơn. So sánh tương tự, các em so sánh 989 và 990. Chữ số hàng trăm đều là chữ số 9 này. Chữ số hàng chục là 8. Bên này chữ số hàng chục là 9. Thì chúng ta có 8 bé hơn 9, đúng không? 8 chục bé hơn 9 chục. Như vậy suy ra là 989 thì sẽ bé hơn 990. Tiếp theo ta có các bạn so sánh số 1000 với 999. Thì ở đây là số có 4 chữ số. Bên này là số có 3 chữ số. Thì rõ ràng là số có 4 chữ số sẽ lớn hơn số có 3 chữ số. Vậy các em sẽ điền dấu lớn hơn. 1000 sẽ lớn hơn 999. Sang ý B. Sang ý B thì để so sánh được, thì nếu như mà trong bài toán so sánh mà lại có chứa các cái biểu thức thì các em phải tính giá trị của các biểu thức đã. Sau khi các em tính giá trị các biểu thức rồi thì chúng ta mới so sánh cái kết quả với nhau. Ví dụ ở đây ta thấy vế bên phải có 400 cộng với 50 cộng với 3 thì các em tính ra bằng 453. Đấy, 400 cộng với 50 cộng với 3 bằng 453. Bên này 453, bên này cũng 453. Như vậy các em sẽ điền cho cô dấu bằng. Rồi, 600 cộng với 50 cộng với 9 thì bằng 659. Đấy, các em phải tính giá trị của biểu thức đã. Sau đó so sánh kết quả với cái số bên kia. Như vậy bên phải này các em tính ra bằng 659. Bên này là 660. Vậy 660 thì sẽ lớn hơn 659. Tiếp theo, ta có 300 cộng với 10 cộng với 9. Và vế bên phải là 300 cộng với 20. Thì các em phải đi tính kết quả của cả hai bên. Hai biểu thức của hai bên các em đều phải tính kết quả cả. Như vậy ta có 300 cộng với 10 cộng với 9 thì bằng 319. Bên này 300 cộng với 20 bằng 320. Một bên là 319, một bên là 320. Thì ta có là 319 sẽ bé hơn 320. Các em điền dấu bé hơn. Như vậy là ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 1, các em dừng lại tiếp tục làm xong bài tập số 1 nhé. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu các bạn điền số vào phần hỏi chấm. Ta có cái quy tắc như sau. Ở đây người ta cho các bạn hai cái dãy số, đúng không nào? Đấy. Dãy A là 400 này, 401, 402. Như vậy đây là dãy số tăng dần. Đấy, đây là dãy số liên tiếp tăng dần, số sau hơn số trước một đơn vị. Như vậy 400 cộng với 1 thì bằng 401. 401 cộng với 1 nữa bằng 402. Như vậy để tìm số tiếp theo, các bạn lấy 402 các em cộng thêm 1, đúng không? Để ra 403. Tương tự như vậy thì các bạn dừng lại làm hai ý A và B của bài tập số 2. Sau đó thì các bạn đối chiếu với phần bài chữa của cô. Cô tiếp tục chữa như sau. 403 các em cộng thêm 1 bằng 404. Đấy, muốn tìm số sau thì lấy số trước cộng thêm 1. 404 cộng 1 thì bằng 405. 405 cộng thêm 1 bằng 406. 406 cộng 1 bằng 407. Ở đây người ta điền rồi. 407 cộng thêm 1 bằng 408. Và 408 cộng 1 bằng 409. Được chưa? Sang ý B. Sang ý B thì chúng ta thấy là ở đây là cái dãy số này nó giảm dần, đúng không? 900 này xuống 899. Như vậy 900 trừ đi 1 bằng 899. 899 trừ đi 1 bằng 898. 898 các em trừ đi 1 bằng 897. 897 các em trừ đi 1 bằng 896. Đúng chưa? Đấy, lấy số ngay ở phía trước, các em trừ đi 1 để được số liền sau. Như vậy 896 trừ đi 1 bằng 895. 895 trừ đi 1 bằng 894. 894 trừ 1 bằng 893. Và 893 trừ 1 bằng 892. 892 trừ đi 1 thì bằng 891. Cái số này thì người ta điền rồi. Những số nào mà người ta điền rồi thì các bạn không cần phải điền. Như vậy sau khi làm xong, các em nhớ cái quy tắc của cái dãy A. Ở đây là các số liên tiếp tăng dần, số sau thì bằng số trước cộng 1 đơn vị. Ở ý B, đây là các cái số liên tiếp giảm dần, số sau thì bằng số trước trừ đi 1. Đấy. Những ai chưa xong hai bài tập 1-2, các em dừng lại tiếp tục làm xong bài tập 1-2. Cô chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 3. Ta có bài tập số 3 như sau. Viết các số, người ta cho các số 786, 768, 867 và 687. Yêu cầu các bạn viết theo thứ tự từ lớn đến bé và theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy ở đây chúng ta có một cái so sánh này. Số 687 thì sẽ bé hơn số 768. 768 bé hơn 786. Và 786 thì bé hơn 867. Như vậy sau khi so sánh đây, vậy như vậy thì chúng ta thấy từ lớn đến bé. Như vậy cái số lớn nhất ở đây, số lớn nhất chính là 867 là số lớn nhất. Rồi đến số 786. Rồi đến số 768. Và số bé nhất là 687. Các em viết theo thứ tự từ bé đến lớn. Từ bé đến lớn thì các em sẽ viết theo thứ tự ngược lại. Hoặc đây chúng ta sẽ viết theo đúng thứ tự này. Số bé nhất là 687. Đây, số bé nhất đưa lên đầu. Được chưa? Số tiếp theo là 768. Đây, viết tiếp đây. Số này đưa xuống đây và số này đưa ra sau cùng, đúng không? Như vậy, số lớn tiếp theo là 786 và số lớn nhất là 867. Và các em nhìn thấy hai dãy số này là người ta đang viết theo thứ tự ngược nhau, đúng không? Nếu mà sắp xếp theo thứ từ lớn đến bé này thì theo thứ tự từ bé đến lớn chúng ta sẽ viết theo thứ tự ngược lại. Ai chưa xong bài tập số 3, các bạn dừng lại tiếp tục làm cho xong bài tập số 3. Cô chuyển sang bài tập số 4 như sau. Yêu cầu các bạn viết số thích hợp vào chỗ chấm. 3 con gấu có cân nặng lần lượt là 243 kg, 231 kg và 234 kg. Biết rằng gấu trắng nặng nhất, gấu nâu nhẹ hơn gấu đen. Vậy gấu trắng cân nặng bao nhiêu kg? Gấu nâu cân nặng bao nhiêu kg và gấu đen cân nặng bao nhiêu kg? Như vậy ở đây các em có một cái so sánh này. Chúng ta sẽ so sánh ba cái cân nặng này. Ba cân nặng này thì chúng ta có 243 thì nó sẽ lớn hơn là 234. Và 234 thì lớn hơn là 231. Như vậy trong ba cái cân nặng này thì 243 kg sẽ là nặng nhất và 231 kg là nhẹ nhất. Như vậy ở đây biết rằng gấu trắng nặng nhất. Như vậy gấu trắng nặng nhất thì trong ba số này, cái số này lớn nhất này, cái số này nặng nhất. Như vậy gấu trắng sẽ nặng là 243 kg. Được chưa? Hai gấu còn lại là gấu nâu và gấu đen. Thì chúng ta biết là gấu nâu nhẹ hơn gấu đen. Như vậy hai con còn lại là sẽ là hai số này. Hai con còn lại là hai số này. Gấu nâu nhẹ hơn gấu đen. Như vậy nhẹ hơn thì nó phải là số nhỏ hơn. Như vậy gấu nâu sẽ là 231 kg. Như vậy chúng ta có gấu nâu sẽ là 231 kg và gấu đen là 234 kg. Đấy. Trên đây là cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được tiết 2 của bài 1 trong vở bài tập toán lớp 3 Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. ủng hộ cho cô, hãy giới thiệu bạn bè của các em vào YouTube gõ từ khóa là kênh Ms Hạnh để xem thêm các video miễn phí khác ở trên kênh của cô. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.